Thế xinh quá. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình ạ. Em chào anh MC Quốc Thuận, chị Thành Vân cùng với lại tất cả các khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là chị Xuân Tình. Năm nay em 29 tuổi, nghề nghiệp hiện tại em đang là phi công quân sự tại Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh ạ. Rồi, anh mời vợ của Tình. Dạ, em chào MC Quốc Thuận và chị Thanh Vân ạ. Em tên là Trần Thúy An ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng ạ. Dạ, hiện tại em ở nhà làm nội trợ chăm em bé rồi ạ. Làm thế nào mà chàng trai Quảng Ninh lại gặp được cô gái Lâm Đồng ta? Chắc là đi công tác ở Lâm Đồng đúng không? Dạ không ạ, thì chuyện tình của em thì nó cũng hơi giống chuyện cổ tích một chút. Ngày hồi em học viên thì em có làm quản lý của một confession của không quân. Thì ngày ấy em học viên thì em thực sự là trong tuần thì cả tuần bay và học tập. Thì em không có thời gian để em quản lý cái confession đấy. Thì em có đăng lên là tuyển thêm quản trị viên giúp em những cái ngày mà em bận. Trong đó có vợ em. Em vô tình em thấy vợ em xin làm admin thì em nói là bảo em như này chỉ có làm admin của admin được thôi. Em như này chỉ có làm admin của admin được thôi. Em làm admin của confession này hơi khó, tại em xinh quá, tại em xinh quá. Rồi em trả lời sao? Lúc đó là em bảo là không, em chỉ thích làm admin của confession đấy thôi. Em không làm cái... admin của admin. Dạ. Ủa nhưng mà cái lúc mà đăng ký vào làm admin trong confession đó, dạ, là chúng ta thấy được mặt của cái người đăng ký à? Chỉ có em thấy được mặt của vợ em thôi. Thì... là lần đầu tiên là đã thấy là nàng quá là xinh rồi, quá ảnh rồi. Dạ. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Thế là bọn em phải yêu nhau được hơn một tháng rồi bọn em mới gặp nhau lần đầu. Ồ, tức là yêu nhau online? Gần như thế. Chưa gặp đã tỏ tình, chưa gặp đã tỏ tình. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi cái lúc mà hai em gặp nhau á, là gặp ở đâu? Dạ, gặp ở dưới Tuy Hòa chỗ anh học tập luôn ạ. Là em đi cái bằng phương tiện gì xuống gặp ảnh? Trời ơi, cũng gian nan lắm. Là em đi xe máy từ nhà lên trên Đà Lạt, gửi xe nhà chị, xong rồi bắt xe xuống Tuy Hòa. Em hoàn toàn tin tưởng bởi người ấy à? Em hoàn toàn tin tưởng bởi người ấy à? Dạ. Điều gì mà khiến em lại phải coi như là gửi xe nè, rồi em đi một đoạn đường khá là dài như vậy để mà gặp chàng? Trời ơi, nói chung là anh này anh cũng khéo lắm chứ không phải là không đâu ạ. Thực ra cũng là mình tin tưởng nên là em mới xuống. Công việc của anh ý là đang còn là học viên nên là cũng không có điều kiện để đi thăm mình được. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật cũng không được đi qua đêm, chỉ ra trong ngày thôi. Khi mà gặp chàng ngoài đời thì cảm giác như nào? Lúc đấy gầy đen, không béo như bây giờ. À, giữa ở ngoài với những hình ảnh ở trên mạng á, em thấy là có khác biệt gì không? Khác, nói chung là ở ngoài đẹp trai hơn chứ ở trên Facebook xấu hơn. À, không đăng ảnh. Thế còn em thì sao? Em thấy vợ ở ngoài có xinh hơn trong ảnh không? Dạ, vợ em thì công nhận là xinh hơn trong ảnh. Nhưng mà lúc đấy em gặp thì vợ em nhìn nhỏ con lắm, con 43 kg. Em cảm giác mà em muốn em ôm mà chặt một xíu là chắc hẳn gãy tay mất. Trò chuyện với nhau bao lâu thì mới gọi là chính thức quen nhau qua online? Dạ, cái hồi đấy là vợ em là học viên. Thì học viên thì ngày bình thường là phải tập trung vào học tập và bay, nên là không được dùng điện thoại. Từ lúc em đăng lên tuyển admin cho không quân confession ấy, thì là hôm đấy là em bay cái ban ngày thứ 6 xong rồi, thì các thầy cho sử dụng điện thoại để gọi là liên lạc với gia đình và để sử dụng cho mục đích cá nhân ấy. Em có nhắn tin với vợ em thì từ chiều thứ 6, tối chủ nhật đấy là em tán thành công vợ em. Ôi trời. Siêu tốc anh ơi. Tính ra là có ngày mấy hai ngày thôi đó. Nhưng mà tán bằng cách nào? Chỉ nhắn tin thôi hay là có gọi điện thoại? Em cũng áp dụng chiến thuật là phải đánh nhanh thắng nhanh. Đầu tiên là mình phải cho thấy là mình đặc biệt đó. Nếu mà bình thường hỏi em ăn cơm chưa thì em hỏi là cơm bị em ăn chưa? Nói chuyện thì mình cũng nói chuyện nó hóm hỉnh một chút. Với lại sử dụng nhiều từ ghép một chút. Em có buồn không? Em có vui không? Thì em có buồn bã không? Em có vui vẻ không? Với lại cái buổi tối trước khi đi ngủ là em phải làm bài hát du để cho ngon. Lại còn tối hát ngủ đi... văng vẳng tiếng mình nữa. Em có tò mò muốn biết cái bài hát đó không? Em muốn biết lắm, em có thể hát lại cho mọi người nghe không? Quý vị có muốn nghe bài hát đó không ạ? Hát luôn. Đó.
Anh muốn em là mây lặng du bao phương trời, để anh được là cơn gió cuốn em đi cùng anh. Còn nếu em là lá sông giữa bầu trời trong xanh, thì anh sẽ là cây em mãi sống bên anh. Dù nhiều năm sau sẽ có những đàn con cùng nhau sống những ngày yêu thương đầm ấm. Anh yêu em, anh yêu em. Trời ơi, không dính thì sao được. Sao mà không dính được đúng không? Điệu hát ru chết người. Có tỏ tình không? Không. Không. Không tỏ tình luôn. Chưa tỏ tình lần nào cả. Chưa tỏ tình lần nào cả. Chưa bao giờ tỏ tình. Chưa. Ôi gì vậy mà nãy ổng nói là cái chuyện tình của ổng á y như chuyện cổ tích vậy đó. Làm thế nào mà chàng trai Quảng Ninh lại gặp được cô gái Lâm Đồng ta? Chắc là đi công tác ở Lâm Đồng đúng không? Nhắn tin với vợ em thì từ chiều thứ sáu tối chủ nhật đấy là em tán thành công vợ em. Tỏ tình nè. Bây giờ cái cổ tích chỗ nào? Cổ tích cái chỗ là gần một tháng sau thì vợ em cũng bảo là em có em bé. Ôi. Cổ tích gì nhỉ? Cổ tích thời Gen Z. Thực ra là em cũng chuẩn bị cho việc này lâu lắm rồi. Ừ. Nên là từ cái lúc mà mới quen biết bạn ấy là em đã phải chuẩn bị cho việc là em mới làm người yêu bạn rồi. Mà cái lúc mà yêu nhau thì em cũng phải chuẩn bị cho việc làm ba. Có em bé và có bầu rồi. Nhưng mà lúc đấy là em với vợ em thì nói là em cũng xác định là khi nào có bầu thì cưới. Rồi nó lẹ. Không ngờ vừa ra nghị quyết cái là có luôn. Nhưng mà em có bao giờ nói anh yêu em với vợ không? Rồi nói nhiều chứ ạ. Nói nhiều ngày nào cũng phải nói. Thế là tỏ tình còn gì nữa không? Không. Tỏ tình thì... Nhưng mà chưa cầu hôn bao giờ. Chưa cầu hôn bao giờ. Lại chưa cầu hôn bao giờ. Tại có rồi. Anh em trong đơn vị cũng bảo là sao không làm cái màn cầu hôn cho bất ngờ. Đúng. Thì em bảo bây giờ tao mà không cầu hôn thì mới bất ngờ đấy. Thực ra là nếu mà có cái điều gì mà luyến tiếc nhất trong cái chuyện tình mà gọi là tình yêu trước hôn nhân của em với lại vợ em thì cái điều luyến tiếc nhất là em chưa có một buổi cầu hôn lãng mạn cho vợ em. Lúc mà lấy nhau xong rồi ấy, thì đúng là không có một cái dịp gì để mà có thể mà làm một cái điều lãng mạn đấy. Vâng. Giờ hôm nay thì cũng nhân chương trình này thì em cũng xin phép chương trình cho em được làm cái điều em còn chưa làm. Cái ngày xưa thì lúc lấy nhau thì chồng cũng bảo với vợ là cho phép chồng được chăm sóc vợ cả đời. Thì hôm nay thì chồng sẽ làm nốt cái điều ngày xưa chồng chưa làm được. Bây giờ chồng sẽ thay cô ấy bằng là mong vợ sống hạnh phúc bên chồng và con cả đời. Trời ơi, xúc động quá. Cái này là không phải chỉ có em với anh chứng kiến đâu. Không phải chỉ có các đồng chí ở dưới kia chứng kiến đâu ạ. Mà rất rất nhiều người đang theo dõi chương trình cũng đang được chứng kiến khoảnh khắc xúc động này. Anh muốn em là mây lặng du bao phương trời, để anh được là cơn gió cuốn em đi cùng anh. Còn nếu em là lá sông giữa bầu trời trong xanh, thì anh sẽ là cây em mãi sống bên anh. Dù nhiều năm sau sẽ có những đàn con cùng nhau sống những ngày yêu thương đầm ấm. Anh yêu em. Nói nghe nè, chia sẻ cái cảm giác của mình lúc này đi. Thật sự là em không nghĩ đâu, thì anh nghĩ làm như thế. Tại em cũng hay nhắc là tại sao cháu không cầu hôn vợ. Không biết thời gian đâu để mua nhẫn nữa. Em phải bất ngờ hả? Dạ. Mất công cơ hội nữa hỏi. Dạ anh bận lắm. Không biết tiền đâu mà mua chiếc nhẫn này nữa. Em cũng đang định nói. Đúng không? Không biết tiền đâu mua nhẫn. Mà không biết tiền đâu thiệt. Đó. Thôi giờ sẵn cảm xúc quá, giờ mình hỏi vô tới phần kia luôn đi Dân. Thì không biết là hai bạn cảm nhận ở đối phương vẫn còn cái điều gì mà mình vẫn chưa hài lòng và mong muốn người kia sẽ thay đổi vì mình. Đối với bản thân em thì vợ em là đúng trước khi cưới và sau khi cưới là hai nhân cách khác nhau ấy. Trước khi cưới và sau khi cưới là hai nhân cách khác nhau ấy. Đúng rồi. Cái gì em? Ngày xưa ví dụ mà hát cho nghe thì bảo là ôi lãng mạn thế. À. Không giờ hát cho nghe thì suốt ngày hát cái bài đấy điếc cả tai. Ôi trời ơi. Tôi chết. Ôi trời ơi.
như vậy là lật mặt. Ngày xưa em nói chuyện hay em hay chọc hay trêu đùa ấy thì mà kêu là hài hước, bây giờ thì là xàm với vô duyên, bây giờ thì là xàm với vô duyên. Em ơi, vậy nó là cái tật gì ta? Đây là em nghĩ là lật mặt, vẫn là lật mặt. Ngày xưa thì bảo là ga lăng, bây giờ thì bảo là tiêu hoang với lại còn gì nữa nè. Nhiều lúc em thấy là vậy, em cũng kiểu là cũng chưa hiểu, hiểu chưa hiểu lắm cho công việc mình, mà có khi có hiểu nhưng mà cảm xúc của bản thân lại không chịu được. Nhưng mà rõ ràng ở đây là mình đang nhận thấy một cái điều là cái góc nhìn của người vợ đang dần thay đổi, những ưu điểm của người chồng ngày nào bây giờ lại hóa thành khuyết điểm. Chuyện đó là chuyện rất bình thường em ơi. Vợ em làm nội trợ nhưng mà mỗi tội vợ em không biết nấu ăn. Vợ em làm nội trợ nhưng mà mỗi tội vợ em không biết nấu ăn. Là nội trợ dữ chưa? Vậy bình thường hai vợ chồng ăn đâu? Dạ thì em nấu à? Chồng nấu ạ. Chứ nghĩa là đi làm xong là em đi về nhà là em nấu ăn cho vợ? Dạ không, thường là buổi sáng thì em sẽ dậy sớm hơn một chút. Sau đó là em đặt nấu cháo cho con. Sau đó em đi chợ em mua cái gì bỏ vào cháo cho con. Xong rồi thức ăn thì em sẽ chế biến. Rồi đến trưa thì vợ em có thể là vợ em nấu được nồi cơm điện. Vợ em nhặt rau thì em về em làm rau xong là hai vợ chồng ăn cơm. Dễ thương quá ấy. Ông bên ngoài biết phụ nhưng mà chồng không cho, chồng bảo trông con. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Trên đời thì em thấy cũng chả có ai mà hoàn hảo cả. Đúng. Nhưng mà gọi là chỉ có cố để thay đổi để phù hợp với nhau. Thì em thấy vợ em cũng chả cần đòi hỏi là vợ em phải gọi là làm gì đó cao siêu lắm. Thì chủ yếu là em muốn là vợ em hiểu cho cái nghề nghiệp của chồng. Nhiều lúc cũng phải thông cảm. Rồi giờ tới em đó. Ông sao? Tật xấu của chồng là nóng tính ạ. Nói chung là giận dai, mặc kệ. Ý là giận khi nào mà thấy mình cảm thấy có lỗi, xin lỗi chồng thì chồng mới đồng ý. Đó giờ là em chỉ xin lỗi chồng thôi, chứ chồng mới xin lỗi. Đúng vậy, ít lắm. Anh ít xin lỗi mình. Anh nghĩ là toàn em sai. Anh nghĩ là toàn em sai. Kiểu như là ý là cũng có lúc em sai, cũng có lúc anh ấy sai. Nhưng mà ví dụ như một đợt gần đây là em không nhớ rõ là nhận vụ gì tại em hay quên nữa. Lâu nhất là cũng phải cả nửa tháng anh không minh liên lạc gì hết. Cái gì vậy trời? Cũng chia sẻ thật với anh là có những cái là mình chỉ muốn là cho đối phương được tốt hơn, gì mà để cho cái sau này ấy. Cái sau này để mình không phải gây đến những cái tranh cãi nữa. Nếu mà bây giờ mình cứ kiểu là lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều quá, mình cũng không giải quyết được cái vấn đề mà nó cứ mãi vậy. Em không im lặng vợ em mắng em tiếp, cứ nói thêm một câu bảo thôi thế này thế kia là vợ em lại mắng tiếp. Tôi nhất là mình im lặng. Em còn những điều gì em muốn nói với chồng em? Dạ, cũng nhân chương trình này là em muốn chồng em thay đổi là bớt nóng tính. Với lại mỗi khi nào mà giận thì thực ra là cũng do em nữa, là em cứ kiểu làm quả nên ấy. Chỉ mong anh ấy là ở lại đừng có đi là được. Hiểu mà. Chồng lắng nghe những lời vợ nói chứ. Em thì luôn luôn là lắng nghe vợ em nói. Ngày nào vợ em cũng nói mà. Chắc chắn là mưa dầm thì sẽ thấm lâu. Và thật ra là tất cả chúng ta thay đổi chỉ vì gì? Để cho cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, sẽ nở hoa. Và quan trọng nhất là cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ các con của chúng ta khỏe mạnh, an toàn và sống trong một cái gia đình đầy yêu thương và hạnh phúc nha. Có hiểu thì mới có thương nha. Điểm mạnh chị thì chị là một người rất là năng động. Chị rất là nhiệt huyết, chị nhiệt tình. Chị muốn kiếm cho mình một người... Điểm yếu của chị là gì? Điểm yếu của chị là gì hả? Chị không nghĩ ra ta. Hay là do chị mạnh mẽ quá. Mình không có tật xấu gì hết hả chị? Hoặc là những cái nhược điểm của mình đó. Chị hay... chị hơi nóng tính một chút. Bởi vì thẳng tính á. Hơi nóng tính một chút. Nóng tính nhất thì chị làm cái gì nè? Có nghĩa là thật sự ra là chị sẽ đứng dậy. Và chị cáu lên một chút và chị đứng dậy chị đi. Cáu lên là la đúng không? Đúng rồi.
chị cáu lên là chị la một la là chị đứng dậy chị đi luôn, chị không có để cho người ta phải giải thích. Rồi đó là thì dạ về tình trường của chị như thế nào ạ? Chị trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? À chưa à. Đứng máy rồi. À, ông xã chị ông đi lao động nước ngoài xong cái ông lấy một người ở bên đó luôn. Lấy chị với anh là sống với nhau bao lâu? 13 năm em. Là mình có cháu nào vậy chị? À, chị có ba cháu, hiện thì tụi nó lớn hết rồi. Chị cũng lo cho tụi nó đi học ở nước ngoài. Chị một thằng thì ở Nhật, một thằng thì ở Đức, còn một thằng thì ở Việt Nam với chị. Là bao nhiêu tuổi chị? Cháu lớn nhất là bao nhiêu? 27 tuổi. Rồi tới bạn nhỏ, tới bạn tiếp theo. 96, 98, năm 2000. Dạ. Con chị còn rất nhỏ là chị đã ly hôn rồi, một mình chị nuôi cho tụi nó lớn. Đó là một cái sự thật, bởi vì nếu như ở Lâm Đồng thì chắc có thể ai cũng biết chị, bởi vì chị nuôi cho con chị nó thành công. Hiện giờ nó cái thằng lớn đi Nhật thì được 7 năm rồi em. Thằng đi Đức thì chị mới đi được hôm nay là ngày mai là tròn 1 tháng chị mới lo cho cháu đi. Rồi chồng đi là chị với ảnh sống nhau 13 năm xong rồi ảnh mới đi nước ngoài rồi ảnh lấy người khác. Ảnh đi lao động á, hồi đó tại vì khó khăn á, rồi cái là anh nói là thôi chị ở nhà đi để cho ảnh đi lao động. Thì đi qua bên đó mới gặp một người phụ nữ khác. Trong vòng 6 tháng ảnh vẫn còn liên hệ. Xong sau 6 tháng đến 1 năm cái là ảnh giống như là bị mất tích vậy đó, nhưng mà thật sự không phải. Những cái người họ ở gần bên đó là họ cho chị biết là anh đã kết hôn với một người khác. Ủa nhưng mà lúc mà đi lao động nước ngoài thì chị như là vẫn còn hôn thú mà đúng không chị? Đúng rồi. Sau khi chị chờ anh 3 năm sau là năm đó chị 29, 30, 31, 32 tuổi. Chị chờ đợi anh cho đến lúc đó là anh không còn liên lạc với chị nữa thì chị ly hôn đơn phương. Mà từ lúc chị ly hôn tới giờ là năm nay là 19 năm nè. Chị sống với nhau 13 năm rồi ly hôn 19 năm. Khi mà chị lấy chồng sớm, tại năm đó 18, 19 tuổi là chị đã lấy chồng rồi. Chị ly dị ảnh được tầm 6 năm, 7 năm á. Thì chị quen một người, lúc đó là chị muốn đến luôn. Chị muốn lấy luôn. Anh làm bên cơ khí, làm bên máy móc máy đào á. Thì á là chị cũng sống với ảnh được 6 năm nhưng mà chưa kết hôn. Bọn chị không có kết hôn, sống được 6 năm á. Thì ảnh đi làm xa, ảnh đi qua mãi bên Đắk Lắk làm ấy. Thì lúc đấy ảnh mới đi chơi thì ảnh mới để một cái hậu quả là ảnh có một đứa con ở ngoài. Thì lúc đó chị virus về gia đình là chị không có lấy ai nữa. Chị ở như vậy luôn, chị lo cho con. Tới bây giờ thì cái tuổi chị nó lớn rồi, con chị nó cũng đi rồi, tụi nó cũng thành công mà, tụi nó với bạn chị là kiếm một người bạn để sống tuổi già. Tại mình 48 tuổi rồi em. Nó còn gì nữa. Nói chung thì công việc mình tự nuôi bản thân mình được thì bây giờ mình kiếm một cái niềm vui khi lúc tuổi già, chị được chăm sóc người ta cho người ta chăm sóc chị vậy thôi. Rồi bây giờ mẫu người chị mong muốn như thế nào về ngoại hình, tuổi tác, cường miền? Chị không cần quá đẹp. Chị cần một người sạch sẽ, hiểu chuyện, biết chia sẻ. Nói chung là đừng có cái bản tính ích kỷ là được, đừng có gia trưởng quá. Trong tình cảm thì chị nghĩ là mỗi người thì có thể nhịn nhau một chút, thương nhau một chút và hy sinh ngoại hình thì như thế nào chị? Ví dụ như là ảnh cao thấp mập ốm như thế nào? Chị cao mét mấy? Tại vì chị cao 1m55. Chị cũng không có đâu. 1m55 nặng 49kg, 50. Ok. Rồi bạn nam cao 1m6 trở lên là được ha? Cũng được. Ok. Rồi công việc? Thì nói chung là cuộc sống của ảnh thì cũng đừng quá ràng buộc. Cũng đừng quá ràng buộc để mà để tạo cho một cái tình cảm nó bị lấn cấn.
thì chị là một người tự do mà, nên là chị cũng muốn mẹ một người đàn ông mà không có cái mức độ chung thủy. Chị thích một người đàn ông chín chắn chung thủy, lớn rồi, tuổi ok một chút. Dạ những cái này thì em đã ghi nhận rồi. Về ngoại, về độ tuổi thì như thế nào chị? Chị thích nếu mà như độ tuổi thì chị thích cũng cỡ khoảng từ năm 64 đổ lên. 64 đổ lên tới mấy chị? Thì 70 vậy đó. Dạ. Ngang chị lại không thích. Dạ. Tại vì ngang chị thì cái tầm thì chị không nói là mình như thế nào, nhưng mà chị thấy là ngang tuổi quá thì không biết là có biết thương yêu hoặc có biết chia sẻ, có biết gì. Rồi, rồi mình hiểu rồi. Rồi họ cũng ly hôn này kia là vẫn ok hả chị ha? Ok. Dạ, chị có đòi, chị còn yêu cầu gì nữa không chị? À không, bởi vì khi mà cái chắc là ảnh đi lên như chị thì cái độ tuổi đó thì tất cả những cái để ảnh đều hiểu hết và trưởng thành em nhỉ. Dạ. Thì lúc nào mọi chuyện đó là công việc thì ổn định rồi, mình đến với nhau á thì ai cũng có những cái công việc riêng. Thì dạ. Phải biết là công việc của anh ấy thì chị có thích hay là không thích công việc nào không chị? À, không đâu, chị không có ràng buộc. Tức là bảo vệ hay tài xế thì chị cũng ok đúng không? Không sao, bởi vì mỗi người một việc mà em. Dạ. Anh ấy thì đang ở đâu thì được chị ha? Ví dụ như đang ở Sài Gòn thì được không? Chấp nhận lên với chị thì được không? Cái chuyện mà ở Sài Gòn hay ở đâu á, nếu như chị hợp và cảm thấy là chung quan điểm sống với nhau nữa, biết chia sẻ với nhau, thì bất cứ là ở đâu chị cũng đến với anh được mà. Rồi, ok chị. Cảm ơn chị Loan ha. Hôm nay chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu mà có người phù hợp, có lịch ghi hình phù hợp thì biết chương trình sẽ liên hệ với chị để làm nội dung kỹ hơn chị nha. Rồi rồi, chị cảm ơn nhiều nhé. Qua quán nghề nghiệp của chị á. Dạ. Chị tên Nguyễn Thanh Xuân. Nghề nghiệp hiện tại đang buôn bán kinh doanh tự do, nghề tạp hóa. Về quán gốc thì mình ở Thanh Hóa. Chị vào trong miền Nam này sống lâu rồi, 20 năm rồi. Giờ chị đang ở đâu? Đang ở Bình Dương, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương. Chị sinh năm mấy chị Xuân? 84. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của chị Xuân là gì nè? Rồi chị xíu nha. Mấy nghìn đi. Dạ chị Xuân ơi, mình bận hay sao hả chị? Dạ chị Xuân ơi, mình bận hay sao ạ? Mình đang bán đồ hả chị? Chị Xuân ơi, mình đang bận thì em gọi lại mình sau được không nhở? Dạ chị ơi, mình nhà bán đồ hóa anh em không nhận. Dạ dạ rồi, mình nói tiếp ha, điểm mạnh điểm yếu của chị Xuân nè. Điểm mạnh của chị là giao tiếp rất là vui vẻ, rất dễ hòa đồng với mọi người. Ủa tôi không bật mic. Mới lại chị ít nhất là điểm mạnh của chị là thích kinh doanh. Tuy là kinh doanh chưa có được thất bại của lần nhưng mà rất là thích kinh doanh. Nếu là hay cuộc sống thiên về tình cảm quá á, nên là hay bị thiệt thò. Thì có ai bị ai lừa chưa? Mà sao? Mà có sao chứ? Mà thiệt thò. Là lừa về tình cảm thôi chứ không phải là lừa về tiền bạc. Rồi ok. Rồi mình nói một xíu về tình trường của mình đi. Chị đã trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Chị đã trải qua cuộc hôn nhân 16 năm rồi. Có con không chị? Có hai đứa con, một đứa năm nay 17, một đứa 13. Là ở với chị hết hả? À không, đứa 17 ở với bố nó, còn đứa 13 ở với chị. Trai hay gái chị? Hai đứa trai luôn em. Dạ. Rồi thì chị với anh là sống với nhau bao lâu? Lý do vì sao hai anh chị ly hôn? Hai sống với nhau 16 năm là ly hôn.
ly hôn thì cũng chuyện trong gia đình, với lại cái chị thì cái máu kinh doanh trong người nhiều á, nên là thường cứ kinh doanh thất bại cái này thì lại đổ sang kinh doanh cái khác. Anh thì không có chịu như thế nên anh cứ bảo là chị phá quá cho nên là tốn kém trong nhà, rồi cái đâm ra cứ bất đồng quan điểm, rồi cả cái lời nói không có được thỏa thuận với nhau, rồi với lại anh cứ suốt ngày rượu chè, ngày 3-4 cửa rượu nữa, là trong gia đình không có nào được đi nổi hết. Nói chung là do làm ăn thất bại nên vợ chồng cũng lục đục với nhau. Đúng rồi. Với lại do cái bản tính của anh cứ ăn nhậu suốt suốt ngày, không có chịu thay đổi, không có chịu hướng theo hướng bởi vật kinh doanh nữa. Lúc nào cũng cứ giống như dậm chân tại chỗ, hay là ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi á. Chị thì không thích như thế. Chị thích kinh doanh, nếu mà thất bại cái này thì kinh doanh khác. Rồi là chị là người đưa đơn ly hôn hay là anh? Chị là người đưa, nhưng mà anh là người bắt buộc chị phải đưa. Rồi hiện tại là chị ly hôn được bao nhiêu năm rồi? Chị ly hôn nay là được 2 năm, hơn 2 năm rồi. Trong 2 năm đó thì chị có tìm hiểu thêm ai không? Chị có tìm hiểu không? Vậy mà tìm được người ta quá nên người ta lừa mình, giống như là người ta đang còn vợ đi quê á. Nên hai đi làm thì người ta nói là người ta không còn sống với vợ nữa. Khi mà mình sống hết tình cảm của mình thì mình phát hiện ra được. Là phát hiện ra người ta có vợ rồi mình chấm dứt hay sao? Đúng rồi. Rồi thì sau cuộc tình đó là chị còn tìm hiểu thêm ai nữa không? Không em ơi, tại chị cũng đăng ký ở trên này lâu rồi, là bây giờ trên chương trình cũng thông tin lại thì chị muốn nói chuyện trò chuyện cho nó vơi bớt đi thôi, chứ thực tế là không biết có tìm được cái người giống như ý của mình hay không nữa. Thì bây giờ là trong chương trình thì là tụi em cũng sẽ tìm cho chị nè một cái người để chị vừa ý, thì cái người đó sẽ như thế nào bây giờ chị miêu tả về ngoại hình, về tính cách để cho tụi em tìm ha. Ngoại hình bình thường thôi, không cần phải đẹp lắm. Chị cao mét mấy? Chị cao 1m53. Vậy anh đó cao 1m6 trở lên được ha. Nhưng mà phải có công việc ổn định và có chí chiến thủ nữa, chứ không phải là cứ tham dần nhận đẹp. Thì bây giờ chị thích những cái ngành nghề nào, hoặc là những cái ngành nghề nào chị không thích? Ví dụ như ta làm tài xế, xe công nghệ, hay là người ta làm bảo vệ thì được không? Không, chị thích cái người có máu kinh doanh giống chị á. Đó, về tuy rằng người ta chưa có kinh doanh cũng được, nhưng mà người ta phải có máu kinh doanh về thì kinh doanh cùng với chị cũng được. Có nghĩa là bây giờ chị đang kinh doanh cái tạp hóa nhỏ nhỏ, nhưng mà về có thể là kinh doanh mở lớn lên ấy. Rồi ok. Nói chung có người phụ thì mở bự lên cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi về quê quán vùng miền. Được không chị? Quê quán vùng miền thì... Liên hôn được không? Cũng được em, nhưng mà quê quán vùng miền thì... Chị không thích ngoài Bắc. Mà bác thường hay ra trưởng lắm. Vậy là từ miền Trung đổ vào đúng không? Đúng rồi em. Ví dụ như người ta ở xa thì sao chị? Người ta ở xa thì tùy theo ý kiến của người ta như thế nào, người ta có nhiệt tình hay không. Quan trọng là người ta nhưng có mà ví dụ với chị á, ý em hỏi là chị yêu xa được không á? À, chị được. Dạ. Ta là ta từ ở nơi đâu? Thì miền Trung đổ vào, hồi nãy chị nói là vùng miền không thích người Bắc thôi. Thì miền Trung đổ vào đây được không? Miền Trung được em, nhưng mà miền Trung từ độ Nha Trang đổ vào đây là được rồi. Ok chị. Rồi. Đâu, mình còn cái yêu cầu gì nữa không để phù hợp với chị nè, những cái mong muốn của chị nè?
Cái mong muốn của chị là ly hôn cũng được, nhưng mà tốt nhất là đừng có đòi hỏi sinh đẻ ngay. Ừ. Đó. Còn phải cùng nhau ý chí, cùng nhau làm kinh tế chứ đã. Ừ. Sống ổn định rồi vợ chồng có tình cảm hòa thuận hay không đã rồi mới tính đến chuyện sinh đẻ tiếp được. Dạ, yeah. Rồi. Thì chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của chị rồi hai chị Xuân ha. Nếu như mà có người phù hợp thì tụi em sẽ liên hệ lại với chị, hai chị. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị, em chào chị ạ.